Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục điểm báo. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng, lại trải qua một kỳ sát hạch nghiêm túc về cách chống chọi với cuộc khủng hoảng COVID-19, vốn đang để lại những vết thương rất khó bù đắp của mỗi quốc gia và mỗi gia đình. Trên hành trình chống dịch đã làm sáng rõ thêm những thành quả đáng trân trọng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đạt được trên mọi mặt ngoại giao, mang đậm hơi thở thời cuộc ngoại giao vaccine. Với nhân đề ngoại giao vaccine, điểm tựa của hy vọng trên báo Quân đội Nhân dân số xuân nhâm dần 2022 viết. Dễ nhận thấy trong suốt hơn năm qua, chiến lược vaccine và ngoại giao vaccine của Việt Nam đã được triển khai rất quyết liệt, bài bản ở các cấp, đặc biệt là cấp cao. Tổng bí thư Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và những người đứng đầu Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao cùng các bộ ngành khác trong mỗi chuyến công du, mỗi cuộc tiếp xúc đều coi ngoại giao vaccine là một trong những ưu tiên hàng đầu. Và những nỗ lực ngoại giao đặc biệt ấy đã đem lại những thành quả quan trọng hiển hiện ở mọi ngõ ngách, tế bào của xã hội. Khi tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2021, cả nước đã tiêm gần 139,5 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Bộ Y tế còn cho biết, tốc độ tiêm vaccine của Việt Nam trong tháng 11 năm 2021 đứng thứ ba thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ. Đó là những con số biết nói. Năm 2022 được dự báo là một năm còn nhiều thử thách khi bóng đen đại dịch tiếp tục khiến lá phổi toàn cầu phập phồng bất ổn. Trong bối cảnh ấy, những thành tiệu ngoại giao vaccine mà Việt Nam thu được sẽ là điểm tựa quý giá để đất nước bước vào năm mới với hy vọng đẩy lùi đại dịch, lấy lại sức sống trên những con phố nhà máy, công trường, những trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí và sự bình yên dưới mỗi mái nhà. Bài viết trên báo pháp luật Việt Nam thì khẳng định kết quả của ngoại giao vaccine thực sự là kết tinh tổng lực, quyết liệt từ các cấp các ngành và từ trong đến ngoài nước. Lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội, bộ y tế, bộ ngoại giao, các bộ ngành liên quan, các địa phương, cùng hơn 90 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cùng vào cuộc với sứ mệnh đem nguồn vaccine quý giá về cho nhân dân. Trong bối cảnh trong nước chưa sản xuất được vaccine ngừa COVID-19, yêu cầu phòng chống dịch rất cấp bách trong khi nguồn vaccine trên thế giới khan hiếm, ngoại giao vaccine trở thành ánh sáng cuối đường hầm với sứ mệnh đưa nguồn vaccine quý giá về trong nước đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp thiết. Thông qua con đường ngoại giao từ một nước tiếp cận vaccine COVID-19 chậm, tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất trong khu vực, Việt Nam đã xoay chuyển tình thế trở thành một nước có số lượng tiêm và tốc độ tiêm chủng nhanh hàng đầu thế giới, cơ bản đạt miễn dịch cộng đồng sớm hơn kế hoạch. Ngoại giao vaccine trở thành một dấu ấn đậm nét của ngành ngoại giao nói riêng và của đất nước ta nói chung. Trong năm 2021, chứng tỏ uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế cũng như mạng lưới quan hệ rộng mở với bạn bè khắp các châu lục. Đây cũng là thành quả của 35 năm đổi mới đất nước là kết tinh của nỗ lực nhất quán triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Thành công của chiến lược vaccine là một yếu tố quyết định để Việt Nam kiểm soát dịch bệnh, mở cửa nền kinh tế, phát triển và hội nhập trong giai đoạn bình thường mới. Covid-19 như một cơn sóng thần ập đến trên phạm vi toàn thế giới và nó đã làm thay đổi cuộc sống và thói quen của chúng ta. Những ý cử cao đẹp trong cộng đồng cả mùa dịch Covid-19 đã cho thấy niềm tin về lòng tốt, sự sẻ chia là trách nhiệm và ý thức công dân của con người trong xã hội, vẫn luôn tỏa sáng đúng lúc và hơn thế chính là sự ấm áp, những nghi cử cao đẹp của tình người đã đưa con người lại gần nhau hơn. Không thể phủ nhận những mất mát đau thương mà Covid-19 đã gây ra. Hàng triệu người đã chết, kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề, số người thất nghiệp gia tăng, trẻ em không thể đến trường trong một thời gian dài. Quá nhiều tổn thất chưa thể thống kê cụ thể. Tuy nhiên đại dịch này sẽ còn kéo dài và việc chung sống an toàn với nó là một xu thế khi xem đây là một phần tất yếu của cuộc sống loài người và không có sự lựa chọn nào khác những tổn thất vô cùng to lớn mà việc khắc phục không thể một sớm một chiều. Covid-19 như một tấm gương phản chiếu sắc nét những mặt tốt và mặt xấu của xã hội chúng ta, thấy được những giá trị cốt lõi của con người, đó chính là sự đùm bọc trở che nhau trong cơn hoạn nạn. Những tấm gương hy sinh vì dân khiến không ai trong chúng ta không trân trọng và cảm phục. Cùng với đó, mỗi người dân tùy thuộc vào điều kiện của mình đã có những hành động thiết thực chia sẻ giúp đỡ những người còn khó khăn yếu thế. Tất cả mọi sự ủng hộ không chỉ bằng vật chất mà còn mang giá trị tinh thần tăng lên mỗi ngày, mỗi giờ thể hiện sự đồng cảm cộng khổ, tương thân tương ái của người dân cả nước trong phong trào phòng chống dịch. Trước những khó khăn thách thức do dịch bệnh COVID-19 gây ra, Đảng Nhà nước đã kịp thời có những chính sách hỗ trợ khẩn cấp giúp người lao động doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, đó là những quyết sách hợp lòng dân có sức lan tỏa vô cùng lớn lao. Bài viết những quyết sách đi vào lòng dân trong đại dịch trên báo Pháp luật Việt Nam số xuân năm mới. Năm 2021 tiếp tục là năm cả nước lao đao về đại dịch COVID-19, đặc biệt làn sóng dịch thứ tư để lại những hậu quả nặng nề đến đời sống người dân, doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, chính phủ có nhiều chính sách hỗ trợ khẩn cấp giúp người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch vượt qua khó khăn trước mắt. Không chỉ hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng vượt qua khó khăn trước mắt, các quyết sách của chính phủ và các bộ ngành còn hướng tới phục hồi và phát triển thị trường lao động trong thời gian tới, Ông Vũ Minh Tiến, Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn cho rằng các chính sách hỗ trợ của chính phủ ngày càng kịp thời, thiết thực và thuận tiện hơn, đặc biệt là gói hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp theo Nghị quyết 116. Những quyết sách này không chỉ hỗ trợ về mặt tài chính, kinh tế cho người lao động và người sử dụng lao động, mà còn tiếp thêm niềm tin cho người lao động và người sử dụng lao động đối với Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong những lúc khó khăn nhất. Dẫn nguồn tin từ báo Tuần tin tức số xuân cho biết, tính đến ngày 25 tháng 12 năm 2021, theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh Xã hội của 63 tỉnh thành phố, tổng kinh phí thực hiện nghị quyết 68 đã hỗ trợ trên 31.000 tỷ đồng với trên 27,4 triệu lượt đối tượng. Ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho biết, Bộ đã tổ chức 12 đoàn kiểm tra thực tế tại các địa phương. Qua đánh giá chung, các địa phương đã cơ bản đảm bảo an sinh cho người dân. Một số chính sách hỗ trợ có tỷ lệ cao như nhóm chính sách về bảo hiểm, chính sách hỗ trợ trẻ em, người tham gia phòng chống dịch và lao động tự do các địa phương vẫn tiếp tục giả soát các nhóm đối tượng để hỗ trợ kịp thời. Vì nhiều người còn khó khăn sau giãn cách xã hội, nhất là dịp Tết đang cận kề. Đánh giá về gói hỗ trợ trong năm 2021, ông Vũ Minh Tiến, Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn nói, các chính sách của chính phủ và các cấp các ngành đối với người lao động, động trong 2 năm vừa qua có thể được tóm gọn trong ba từ hơn. Các chính sách sau ngày càng kịp thời hơn, thiết thực hơn và thuận tiện hơn. Dịch COVID-19 đã khiến việc mua bán hàng hóa bằng hình thức online ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, tình trạng gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái trên môi trường thương mại điện tử đã trở thành mối lo lớn ảnh hưởng tới doanh nghiệp làm ăn chân chính cũng như người tiêu dùng. Hiện nay chỉ cần click chuột vào bất kỳ trang thương mại điện tử nào, người tiêu dùng cũng có thể thuận tiện đặt ngay mua bất cứ một mặt hàng nào. Báo cáo của Bộ Công Thương cho biết hiện nay tình trạng kinh doanh buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng công khai trên các trang web thương mại điện tử và mạng xã hội đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đe dọa đến môi trường kinh doanh chung, ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của người tiêu dùng. Ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương cho biết, thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo, lực lượng quản lý thị trường cũng đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đội phải thường xuyên nắm chắc diễn biến tình hình thị trường, tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm. Hy vọng là với sự gia quân kịp thời đồng bộ có trách nhiệm của các ngành chức năng, chúng ta sẽ ngăn chặn và làm giảm được tình trạng buôn lậu gian lận thương mại hàng giả trong thời gian tới. Giáo dục trực tuyến sẽ trở thành hợp phần quan trọng trong môi trường giáo dục tương lai. Hai năm qua, một số cơ sở giáo dục từ lúng túng đã nhanh chóng là chủ các nền tảng công nghệ để đảm bảo chất lượng dạy và học. Tuy nhiên, việc dạy học trực tuyến ở Việt Nam hiện nay vẫn chưa tận dụng được hết những ưu điểm cũng như chưa phát huy hiệu quả như mong đợi thì giáo viên vẫn chưa được hỗ trợ một công cụ dạy học trực tuyến đồng nhất. Theo phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Vinh, viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, làn sóng học tập trực tuyến sẽ không mất đi ngay cả khi dịch bệnh được kiểm soát mà sẽ giúp cải thiện việc dạy và học trong nhà trường. Trước đây ngành giáo dục nói nhiều tới việc đổi mới phương pháp giảng dạy hoặc sử dụng công nghệ thông tin, nhưng việc triển khai còn chậm. Tuy nhiên thời gian qua là một cú hích đã tạo sự thay đổi lớn. Phần lớn các thầy cô giáo kể cả thầy cô trước đây còn tâm lý ngại đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin nay trở thành thói quen. Việc chuyển đổi số tuy vất vả, phải bỏ công bỏ sức học những cái mới, nhưng khi làm chủ công nghệ thì hiệu quả mang lại rất lớn. Theo bài viết trên báo Yên Bái số Xuân, hai năm với nỗ lực vô cùng lớn và quyết tâm chính trị cao, chống dịch như chống giặc, Yên Bái giữ vùng xanh trên bản đồ màu cấp độ dịch COVID-19 toàn quốc. Vùng xanh ấy vừa mang đến niềm tin tưởng sâu sắc đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, vừa tạo nên bức tranh sống an toàn, hạnh phúc của nhân dân các dân tộc Yên Bái. Hành trình phòng chống dịch COVID-19 của Yên Bái trong hai năm qua thể hiện nhất quán chủ trương quan điểm bảo đảm sức khỏe an toàn tính mạng của người dân lên trên hết trước hết, tập trung phòng chống dịch hiệu quả. Các địa phương, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp cùng nỗ lực duy trì sản xuất để thực hiện mục tiêu kép. Giữa bộn bề khó khăn tỉnh luôn quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội. Năm 2021 dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng kinh tế yên bái vẫn tăng trưởng khá, chính trị ổn định, quốc phòng an ninh giữ vững, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ. Đặt mục tiêu duy trì vùng xanh đòi hỏi hệ thống chính trị yên bái từ tỉnh đến cơ sở phải tiếp tục nỗ lực và quyết tâm không ngừng nghỉ để thích ứng an toàn linh hoạt vừa phòng chống dịch bệnh vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội được sống giữa vùng xanh an toàn và hạnh phúc, nhân dân các dân tộc Yên Bái càng thêm trân trọng sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của các cấp ủy đảng chính quyền cùng những đóng góp của các lực lượng phòng chống dịch. Hết năm 2021, Yên Bái có 88 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới và tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh chỉ còn 4,76%. Niềm vui nhân lên nơi những miền quê đáng sống giữa vùng xanh an toàn. Niềm vui ấy, hạnh phúc ấy không có gì đong đếm nổi so sánh nổi. Quả thật vùng xanh Yên Bái an toàn là vùng xanh của đoàn kết, son sắt, niềm tin yêu quý vị và thân mến những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm báo ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại